FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 và 10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Bournemouth. Đó là trận đấu thuộc vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 8. Và các cầu thủ Manchester City sẽ tiếp đón Bournemouth trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đương nhiên chủ nhà Manchester City là những người sẽ được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội khách Bournemouth với mức kèo là 2.75. Mức kèo thì hạ xuống còn 2.5 và tăng 3 trái. Mức tài xỉu ở trận đấu này là 3.25, 3.5 và 3 trái, tỷ lệ biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Sở Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và các bạn ấn vào cái đường link màu xanh đó và ấn vào chữ đăng ký là xong. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. 5 lần gặp nhau gần đây nhất của Man City và Bournemouth thì Man City đang bất bại trước Bournemouth với 5 chiến thắng liên tiếp. Thậm chí là xét ra 10 trận thì Man City cũng thắng được 9 trận rồi các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City, Man City thắng 4 thua 1. 5 trận thi đấu gần nhất của Bournemouth, Bournemouth thắng 2 và thua 3. Và ở trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn cửa chủ nhà Man City chấp 2.75 hoặc là 2.5 ở trận đấu này. Vì sao? Mặc dù trận đấu này nhà cái đưa ra cái mức kèo cũng khá là cao, tuy nhiên thì xét về thể lực, đẳng cấp cũng như là chiều sau đội hình ở hiện tại, Manchester City vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Bournemouth rất là nhiều. Thứ hai nữa, trận đấu này Man City có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba này thì xét về phong độ cũng như thành tích đầu thì thậm chí là Man City họ cũng đang khá là vượt trội hơn so với Bournemouth nữa các bạn. Cho nên trận đấu này với chiều sâu đội hình tốt cộng với những tay săn bàn rất là chất lượng trong đội hình, đặc biệt là Haaland và Darwin, thì mình nghĩ là với cái mức kèo như thế này thì cũng không làm khó được Man City đâu. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng như sự kèo và có thêm một chút mạo hiểm thì ưu tiên đi cửa Man City, mình nghĩ sẽ rất là sáng cho bạn. Mức tài xỉu của trận đấu này là 3.25, 3.5 và 3 trái. Thì giờ những lần mà hai đội chạm trán với nhau trước đây á, ở các giải League Cup, đấu cúp thì đa phần là từ 3 bàn trở lên nhiều. Dự đoán trận này có thể là một lần nữa sẽ có rất nhiều bàn thắng được ghi, có thể là kết thúc 9 phút. Dự đoán sẽ có thể là 4-0 và là 4-1 nghiêng về cho Man City. Bạn nào tin tưởng mình đã ưu tiên đá cửa tài trong này. Còn nếu như trận đấu này các bạn e ngại mức kèo quá cao, ưu tiên đá cửa tài 3.25 hoặc là đợi tài hạ tầm 3 trái thì vào cũng được. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp 1 trái và là số 1.5. Dự đoán hiệp 1 với lợi thế sân nhà thì Man City sẽ có 2 hoặc là 3 bàn thắng liên trước. Thì một các bạn hay là đá cửa chủ nhà Man City chấp 1 trái và đá tài 1.5. Và tấm bài cháu chốt kèo chọn cửa đội Manchester City và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này cái phần nhận định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Còn anh em mà đồng ý với quan điểm này thì mong anh em hãy like và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.